thành công hay thất bại nó nằm ở niềm tin cũ. Giàu có hay tù tội nó cũng nằm ở niềm tin cũ. Bán được hàng hay không bán được hàng cũng niềm tin cũ. Hệ thống có 20 hay 200 người cũng niềm tin cũ. Và tất tần tật nó đều nằm ở niềm tin cũ. Khách hàng có mua hàng của anh chị không, người ta cũng căn cứ vào niềm tin cũ. Và bây giờ mình đập nát cái niềm tin cũ đi. Tất cả mọi thứ trên thế giới này nó đi vào trong não của anh chị thông qua, có phải là qua mũi quan không? Năm giác quan đấy, mắt mũi mồm tai mắt để nhìn, tai nghe, lưỡi nếm, cảm nhận vị giác, mũi ngửi, thân thì cảm giác. Đây là thế giới, đây là thân của các anh chị. Chúng ta có gì ạ? Mắt, thị giác, mũi, ngửi, khứu giác, tai, nghe, gì ạ? Lưỡi, nếm và gì ạ? Da nhá, thân nhá, cảm giác. Vậy thì tất tần tật mọi thứ thế giới bên ngoài, sau khi nó đi qua mắt để nhìn, mũi ngửi, tai nghe, lưỡi để nếm, thân cảm nhận, đến ở đây tất cả mọi thông tin mà thế giới nó vào trong người các anh chị, nó có chân thực không anh chị? Rất chân thực và không có gì khác biệt cả. Sau đó các anh chị thấy là gì ạ? Nó đi vào trong não ta, đi vào não ta, mọi thứ đến đây vô cùng chân thực. Đây thế giới rất chân thực, đi qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân cũng rất chân thực, không có gì thay đổi. Nhưng đến đây, cái vùng xử lý của não, trong cái vùng gọi là vi xử lý trung tâm, nó sẽ cho hết tất cả các kiến thức này vào trong não. Và bắt đầu là gì ạ? Nó sẽ xử lý. Sau khi não xử lý tất cả cái này xong thì nó gửi về một cái vùng, nó gọi là vùng đây gọi là bộ nhớ. Và thế là từ cái bộ nhớ này, trong cuộc đời của chúng ta sinh ra trên trái đất này, ăn thức ăn như nhau, ở trong môi trường sống của trái đất như nhau, đúng không ạ? Đi lại như nhau, ngủ nghỉ như nhau, 24 giờ như nhau, tất cả mọi thứ như nhau. Nhưng kết cục cuối cùng, ông thành công, ông thất bại, ông thì trở thành đại gia, ông trở thành tù tội. Tại sao lại như vậy? Từ cái bộ nhớ đó, sau khi bắt đầu thông tin từ thế giới vào qua mắt xử lý, sẽ được cái bộ nhớ này nó móc, nó soi, móc lên soi. Qua mũi hay bằng bộ nhớ nó cũng lại móc cái này để nó soi. Qua tai thằng này nó cũng móc lên nó soi. Qua lưỡi thằng này cũng móc lên nó soi. Qua thân cũng móc lên nó soi. Và thế là từ cái điểm soi này, đây, nó sẽ trả ra hai cái luồng kết quả như thế này. Một là giống, hai là khác. Cái thằng này nó soi vào, nó móc lên nó soi vào ấy, mà nó thấy là giống thì nó sẽ gì ạ? Mày quay hết đi rồi. Hưởng ứng. Hưởng ứng. Thích. Em không biết. Đúng chưa? Và khi nó hưởng ứng, khi nó thích thì nó sẽ trả ra một cái kết quả là tôi sẽ thích rồi, hưởng ứng rồi, thì nó sẽ trả ra một cái hành động là gì ạ? Phản ứng. Phản ứng tích cực. Hành động cũng tích cực. Được chưa? Nhưng nếu cái nó móc lên mà nó thấy khác cái tôi đã lưu trong não thì nó sẽ cho là gì? Khác, không giống, thì nó sẽ là gì ạ? Não sẽ đóng lại. Và từ đó nó sẽ tạo ra cái trạng thái là gì? Phản ứng tiêu cực. Hành động cũng tiêu cực. Ồ, thế ở đến đây các anh chị thấy điều gì ạ? Các anh chị thấy điều gì? Có phải là chúng ta cứ hay nói với nhau trong cuộc đời là đúng sai? Ô, nhưng thực tế làm gì có cái gì đúng, cái gì sai đâu. Mà nó chỉ là gì? Tất cả những thứ Kim Tân vừa nói, cái bộ nhớ này, nó gọi là niềm tin cũ. Niềm tin cũ. Ồ, thế hóa ra sau một hồi phân tích mình mới thấy rằng thành công hay thất bại nó nằm ở niềm tin cũ.
giàu có hay tù tội nó cũng là một niềm tin cũ. Bán được hàng hay không bán được hàng, niềm tin cũ. Hệ thống có 20 hay 200 người cũng niềm tin cũ. Và tất tần tật nó đều nằm ở niềm tin cũ. Khách hàng có mua hàng của anh chị không, người ta cũng căn cứ vào niềm tin cũ. Và bây giờ của mình đập nát cái niềm tin cũ đi.